cái khu này này. Đó, hiện tại trời khá là đẹp. Bây giờ đang nhòm thấy một tuống bầu trời nó bay ra bay vào chỗ này rồi. Cũng có mấy con nó bay ra bay vào một lúc, khoảng 2-3 con gì đấy. Tuần này khả năng là cũng thu hoạch được rồi. Giờ bọn em sẽ đi vào để bắt mọi người theo chân em nhé. Đang nhòm đúng vị trí của nó nhé. Hôm nay đi cả ngày rồi mới phát hiện ra một tổ thôi. Hôm nay hơi khó tìm đấy các bạn. Hiện tại buổi chiều rồi. Nhìn dưới có vẻ cây thấp nhưng mà đi vào thì cao ra. Cây già, rừng già ta. Nghĩ đâu ấy sẵn đi con á. Mưa trời hòn à? Không muốn rửa ý đâu. Không đi thì có, không hiểu thì có. Ăn ở lộ thôi. Có mấy súng cơ đó. Cái tờ lẽ hạ bến mình
Cần má biến nâng má chắc rồi. Nhi của phương ngương vẫn chỉ biết khẳng hoài đúng không? Chỗ này không ngờ lại có một cái hùm khá là sâu luôn, chưa từng vào lần nào luôn. Nên cái tốt cái năm gì đó là bà bà hai cuối là bảy năm cuối đó luôn, cái sáu cuối cái năm rồi chú còn phải vẫn quá chú còn ba vẫn luôn tốt hơn năm đó. Hello hello, đây tụi ông bầu trời các bạn. Ui đẹp quá nhỉ, ui mẩy thế, nhưng mà nhiều quân quá.